Tại huyện Văn Bản phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đang lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó xuất hiện nhiều nông dân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và địa phương. Năm 2019, hơn 100 ha hồng ở xã Tân Thượng được cấp nhãn hiệu tập thể Hồng Không Hòa Tân An, rồi đạt chuẩn đô cấp 3 sao cấp tỉnh. Danh tiếng của Hồng Không Hòa Tân Thượng vang xa, gia, gia đình ông Phạm Văn Lợi hộ tiên phong trồng hồng công hạt với quy mô hàng hóa từ 20 năm trước đã có thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ 500 cao hồng. Bây giờ thì cũng đang phát triển trồng thêm nhiều. Còn cây hồng này thì ở đây thì cách đây khoảng chục năm trở về đây thì nó gọi là cây xóa đói giảm nghèo của xã rồi, của thôn mình rồi. Còn từ bây giờ trở đi thì mình nghĩ là, là cây làm giàu cho bà con nông dân ở địa phương này. Còn ở thôn vùng sâu nẳm tào, xa đậm tha, ông Phùng Kim Đức, dân tộc Dao, đã mạnh dạn đưa giống bưởi Năm Roi, bưởi ruột đỏ Hòa Bình vào trồng thay thế một phần đồi quế Với mong muốn có thêm một loại cây trồng hàng hóa, chỉ sau 4 năm, đồi bưởi đã cho gia đình ông Đức thu hoạch mỗi vụ 300 tấn quả, giá trị khoảng 300 triệu đồng. Tính ra quý 6 năm tuổi thì như thế này, không được 600.000 cái này 6 năm tuổi cái này tính ra một cây được 600.000. Ông lợi, ông Đức chỉ là hai trong số hơn 2.600 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ca cấp của huyện Văn Bàn. Luôn đi đầu trong sản xuất, họ không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn tạo việc làm, thu nhập cho gần 1.000 lao động địa phương, tạo động lực giúp huyện phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với khoảng gần 10.000 hecta quế, gần 400 hecta cây ăn quả, trên 400 hecta nuôi tùy sản. Ngoài các nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội huyện, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn theo nghị định 55 của Thủ tướng Chính phủ thì hội nhân huyện cho vay cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất thực hiện tốt các mô hình để từng bước nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của huyện Văn Bàn đã và đang lan tỏa mạnh mẽ để ngày càng có thêm nhiều hội viên tự tin vươn lên làm giàu.